quậy đầu lũi lũi vô bộ cỏ nè, vô đây gặp ổ ong chắc chạy không kịp quá. Trời gãy cây hết trơn rồi. Hủi dữ thôi chứ. Quay đầu để đậu vô mà hủi nãy giờ chưa vô được các bạn. Sát vô cái cây luôn. Ở đây còn nghe góp góp. Bà rồi vô nhà rồi. Ông kia cũng kêu xà lan lui ra. Tại công chạy nó vô lui. Cái mũi thôi quất vô nhà luôn rồi. Trời ơi. Dựa vô cái cây để quay đầu. Vô đây đầu quá. Rồi vô tiếp, lũi tiếp. Banh cái xi vậy. Thôi thôi trời kìa. Thôi quay đầu thấy ớn thôi chứ. Gãy cây vậy chứ. Chào các bạn nha, đây là khu vực Tà Niên các bạn. Và mấy chiếc xà lan đang đi ngang một cái cua rất là gắt. Phía trước là mấy chiếc đò nè. Ghe rồi rất là đông nha. Anh xà lan này là lấy đá từ khu vực Hòn Đất các bạn. Đây chủ nhật mà đi cũng rất là đông. Các bạn thấy là khu vực này cái đoạn sông rất là hẹp. Một chiếc xà lan là muốn hết cái dòng sông rồi. Nhưng mà hai chiếc đi qua mặt là rất là khó khăn nha.
xe lan qua đây nó không thấy đường thì nó đánh còi các bạn. Để cho mấy chiếc xe lan có đi ngược chiều thì né nhau rồi. Chiếc này xe lan chở gạch. Xe lan này có thể đi Phú Quốc gì đâu. Chiếc này chiếc đi biển. Quả xét. Xe lan đi biển dễ biết lắm. Cái thành của nó là thành trắng sóng các bạn. Bên sát ngầm ở trên cho lại chạy đầu chạy tục là một chiếc xe lan chở đá nha. Chiếc ghe cát này đang đi lên thì gặp xe lan đi ngược chiều nha. Quá trời ghe cát chở. Quá trời nha.